Xin chào thầy, em tên là Lưu Phương Hoài, mã số sinh viên là 15141105. Sau đây em xin làm bài tập về nhà. Bài vẽ mô đun 8 led 7 đoạn dựa theo kit thí nghiệm, có thể thay thế một số linh kiện để chạy mô phỏng tốt. Theo yêu cầu của đề bài là ban đầu 8 led 7 đoạn hiển thị mã số sinh viên của 9 sinh viên, hiển thị mã số sinh viên trong khoảng 3 giây. Sau đó tắt hết và chạy chữ hello chạy từ trái sang phải, chạy từ phải sang trái. Sau đó chớp tắt chữ hello 3 lần. Sau đây em xin vào bài tập. Thì đây là chương trình C, chương trình của em. Ban đầu là khai báo thư viện biết kích. Tiếp theo em khai báo mạng mã 7 đoạn chữ 0x89, ở đây là ký hiệu mã hét của chữ H0x86 là chữ E, 0xC7 là chữ L và 0xC0 là chữ O. Khai báo biến Y, Z đến. Đây là chương trình con giải mã mã số sinh viên. Thì led 7 đoạn thứ 7 thì em đặt là tên mã 7 đoạn số 1, mã 7 đoạn là 1. Led 7 đoạn số 6 thì đặt là mã 7 đoạn 5. Mã 7 đoạn là số 5. Thì ở đây là 15141165, thì đây là mã số sinh viên của em, tương ứng với lại led 7 đoạn là 7654320. Tiếp theo chương trình con voi giải mã chữ hello, thì chạy chữ hello từ phải sang trái, thì đếm từ phải sang trái, led 7 đoạn thứ 5 sẽ hiện chữ 0. Chữ 0 ở đây thì em khai báo là mã chữ 7 đoạn là chữ số 0, thì chữ 0 là chữ H0X89, tương ứng với lại chữ 1 là chữ E, chữ 2 là chữ L, chữ 3 là chữ L và chữ 4 là chữ O. Rồi tiếp theo chương trình con voi giải mã chạy chữ là cho Z bằng 7, Z lớn 0, Z giảm 1 đơn vị, led 7 đoạn ở vị trí Z thì bằng led 7 đoạn vị trí Z trừ 1. Nếu mà biến đếm nhỏ hơn 5 thì led 7 đoạn ở vị trí 0 bằng mã 7 đoạn chữ đếm. Còn nếu ngược lại thì led 7 đoạn ở vị trí 0 bằng 0. Voi hiển thị thì cho Z bằng 0, Z nhỏ hơn 200, Z cộng cộng, hiển thị 8 led 7 đoạn quét tất cả. Thì ở đây là Z bằng 200 thì để em canh là mã số sinh viên sẽ hiển thị khoảng 3 giây. Trong khoảng 3 giây, 3 giây. Và chương trình chính thì setup bộ đi sửa chốt, quay trô giải mã và giải mã mã số sinh viên cho Z bằng 0, Z nhỏ hơn 200. Y bằng thở cho y bằng 0, y nhỏ hơn 200, y tăng lên 1 đơn vị. Và số sinh viên là cho chạy trong khoảng 3 giây. Vọc là for y bằng 0, y nhỏ hơn 8, y tăng lên 1 đơn vị. Lấy 7 độ là 0xFF. Hiển thị cho đếm bằng 0, cho y bằng 0, y nhỏ hơn 13, y tăng lên 1 đơn vị. Giải mã chỉ chữ hiển thị đếm thì ở vòng là for này sẽ là cho led 7 đoạn chạy chữ hello từ phải sang trái, và vòng là for này thì sẽ là hiển thị nháy nhấp nháy 3 lần. Sau đây là phần cứng của chương trình, em sẽ chạy chương trình. Sau đây là phần cứng. Chương trình.
khi mà mô phỏng trên Rotor thì nó có sự khác nhau, có sự Rotor thì khi mà mô phỏng trên Rotor thì nó khó xuất hiện như khó